Như quý vị và các bạn đã thừa biết, sau khi siêu sao Cristiano Ronaldo quyết định rời Juventus vào mùa hè năm ngoái, một số nhân vật ở thành Turin đã cảm thấy rất hạnh phúc với điều đó. Thủ thành Gianluigi Buffon than phiền, Juventus có cơ hội vô địch Champions League trong năm đầu tiên đón CR7. Khi đó tôi đang chơi cho Paris Saint-Germain, nhưng không hiểu vì sao đội bóng lại bị Ajax loại ở tứ kết. Sau khi trở lại, tôi làm việc 2 năm cùng với Ronaldo, chúng tôi hòa đồng với nhau, nhưng tôi nghĩ Juventus đã đánh mất DNA của đội bóng. Đối với trung vệ Leonardo Bonucci, khi được hỏi liệu Juventus đã xây dựng lối chơi tập thể nhiều hơn so với những mùa trước, nhà vô địch Euro 2021 đồng ý. Anh cũng cho rằng việc Ronaldo rời đi góp phần tạo nên sự thay đổi đó. Những mùa qua, Juventus đã đánh mất đặc trưng. Chúng tôi đá cùng với Ronaldo, một nhà vô địch vĩ đại, và muốn cậu ấy thi đấu tốt. Có lẽ chúng tôi đã đánh mất quyết tâm để cùng chịu đựng từng trận vì nghĩ rằng Ronaldo sẽ giải quyết mọi thứ. Max Allegri đã làm tốt để đưa tinh thần và sự khiêm tốn trở lại Juventus. Trong khi đó, chính huấn luyện viên Max Allegri khẳng định luôn rằng Ronaldo vô ơn khi không muốn đồng cam cộng khổ cùng Juventus trong giai đoạn đội bóng khó khăn. Rồi sau thời điểm CR7 tái xuất ở Old Trafford, hàng loạt các chuyên gia trên sóng truyền hình đều lên tiếng chê bai anh sẽ làm Manchester United yếu đi vì một đội bóng trẻ trung không thể gồng gánh một ông lão 36 tuổi. Nhưng thôi, hãy cùng intro trước khi bắt đầu đến với số thứ 14 của chuyên mục Mentality ngày hôm nay trên kênh Random Football. Có một sự thật mà ít ai thừa nhận, đó là Manchester United bây giờ chỉ giống một đội hạng 2, không có bản sắc, không danh hiệu, không đủ dũng cảm trên sân cỏ. Trong khi đó, con mắt của khán giả đa phần chỉ là khán giả phổ thông. Họ chẳng quan tâm đến yếu tố chiến thuật hay vai trò của cầu thủ trong đội. Điều họ cần luôn luôn liên quan đến bàn thắng nếu hướng sự chú ý tới các tiền đạo. Chuyên gia Paul Merson hay cựu trung vệ Jamie Carragher thao thao bất tuyệt rằng Ronaldo không thể giúp Manchester United vô địch Premier League. Nhưng nếu anh về lại mái nhà xưa Old Trafford thì dĩ nhiên mục tiêu phải là vô địch. Ở đâu ra cái logic đần độn như vậy thưa quý vị? Liverpool, Chelsea hay Man City là con ngỗng đội lá khoai môn hay sao mà để quỷ đỏ lộng hành ở giải quốc nội? Đầu năm 2016 khi Real Madrid đưa Zinedine Zidane lên nắm quyền, một sự thay đổi cực lớn đã diễn ra trong đội hình. Đó là việc Ronaldo được khuyên nên kiệm sức để tỏa sáng đúng lúc. Kể từ đó, siêu sao người Bồ Đào Nha không còn bám biên nhiều, anh chuyển thẳng vào trung lộ chơi như một trung phong. Dù điều đó từng xảy ra lần đầu tiên vào chung kết Copa del Rey 2012 trước Barca. Nhiệm kỳ đầu tiên của Zidane chứng kiến một Ronaldo xuất chúng nhất lịch sử với 3 danh hiệu Champions League liên tiếp. Nhưng như người ta đã nói, bữa tiệc nào thì cũng có lúc phải tàn. Ông thầy đầu hói ra đi, CR7 cũng hết mục tiêu với Real Madrid. Và thế là một thương vụ chuyển nhượng đình đám cùng Juventus lập tức xảy ra. Nhưng cái giá 100 triệu euro đó khiến người ta lầm tưởng đến rất nhiều điều. Hãy nhìn lại tập thể Real Madrid trong nhiều năm qua. Bạn có thể tự tin khẳng định rằng ngay cả bộ ba Busquets, Xavi, Iniesta cũng chưa chắc đã giỏi hơn 3 chàng lính ngự lâm Casemiro, Kroos và Modric. Thậm chí, nếu so sánh về khả năng duy trì phong độ đỉnh cao, chắc chắn những nhân vật tại Bernabeu sẽ ăn đứt bộ ba đồng nghiệp huyền thoại ở xứ Catalan. Và điều đó cho thấy một ý tưởng hoàn hảo về Ronaldo. Vâng, CR7 chưa bao giờ phải nghĩ đến việc làm bóng tại Real Madrid vì phía dưới anh là một dàn support quá hoàn hảo. Công việc chính của cầu thủ người Bồ chỉ đơn giản là gói gọn trong việc ghi bàn và ghi bàn, không gì ngoài ghi bàn. Đó cũng là lý do vì sao Jose Mourinho hay một thằng cha quần què nào đó ví von tiền đạo sinh năm 1985 giống như một quả bom nguyên tử. Nhưng hàng xịn thì cũng phải cần phụ kiện đắt tiền. Khi qua Juventus, thật ấn tượng khi Ronaldo được làm việc chung với một hàng tiền vệ miễn phí như Samir Khedira, Adrien Rabiot hay Aaron Ramsey. Chưa kể, anh cũng được đôi cánh thiên thần Alexandro và Juan Cuadrado hỗ trợ ngoài hai bên hành lang biên, rồi chúa tể của các loại gỗ Alvaro Morata ám quẻ từ A cho đến Z. Nhưng sự tồi tệ đó chưa dừng lại ở câu chuyện của đội hình, nó còn nằm ở trên băng ghế chỉ đạo. Vào năm 2019, huấn luyện viên Maurizio Sarri từng có ý định biến Ronaldo thành một số 9 ảo để trợ giúp toàn đội trong việc triển khai bóng. Khoan, hãy dừng lại một vài giây. Ronaldo chơi như một số 9 ảo. Một tiền đạo hở ra cái là sút tung lưới đối thủ, khả năng kiến tạo hạn chế mà bắt anh ta chơi lùi sâu để làm bóng. À không, thực tế thì Ronaldo đã không làm như thế, vì Sarri đã bị sa thải rồi còn đéo đâu. 3 năm chơi cho Juventus là 3 năm dở hơi của cả hai bên. Đội bóng thành Turin cứ ngỡ Ronaldo sẽ giúp họ vô địch châu Âu,
Còn Ronaldo cũng giống như mộ me tây hám tiền của một thằng giả đồng giả bóng. Ý tôi không phải là Ronaldo ham tiền, chỉ là chữ tiền trong câu chuyện này chính là lầm tưởng của tiền đạo sinh năm 1985 về các đồng đội của anh như những tờ Mỹ Kim, mặc dù nó chỉ giống tỷ giá của Zimbabwe. Trở lại Manchester United với nhiều điều tiếng về lòng trung thành hoặc một điều gì đó tồi tệ, Ronaldo kệ mẹ dư luận. Anh vẫn là người chơi tốt nhất đội nếu loại trừ thủ thành David De Gea. Nhưng một khi đã bị ghét thì ngay đến thở thôi, CR7 cũng chẳng được yêu. Họ bảo rằng Ronaldo xuất sắc nhất chứ không phải là Man United xuất sắc nhất, và đó là vấn đề của cả hai bên. Well, Manchester United giỏi đến mức xuất sắc cơ à? Hay đó là một đội hạng 2 thiếu bản lĩnh, thiếu dũng cảm, thiếu đủ mọi thứ để trở thành một đội hạng đầu như Man City hay Liverpool? Cách đây chưa lâu, Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải và rồi người ta cũng viện cớ để nói Ronaldo là nguyên nhân, là người khiến Harry Maguire mất đi tiếng nói trong phòng thay đồ, là người khiến hệ thống pressing không được duy trì. À mà khoan, Manchester United giỏi pressing hay các cầu thủ luôn run sợ mỗi khi kiểm soát quả bóng trong chân? U là trời, đến nỗi mà khán giả chúng tôi cảm thấy sợ mỗi khi họ kiểm soát, chứ không phải sợ khi đối phương ảo lên tấn công. Điều đó kiểu như Man United đang sợ chính họ, mà sợ chính bản thân mình mới là nỗi sợ kinh hoàng nhất. Vì chẳng ai hiểu lý do tại sao những cầu thủ ăn lương ngất ngưởng lại thiếu tự tin đến như vậy. Dưới thời Ralf Rangnick, thực tế là Man United có chút cải thiện về mặt tinh thần, kết quả cũng tốt hơn khi chưa thất bại trận nào, nhưng người ta vẫn chửi Ronaldo là thằng bảy tạ, con đĩ bảy cỏ. À, tôi sẽ lấy hẳn một ví dụ trực quan được cóp nhặt trong group Ilfer và những người bạn để quý khán giả có thể hình dung về những gì mà người ta đang dè bỉu. Vâng, thế rồi bạn có thực sự hiểu cái gọi là vai trò mà Ronaldo đang đảm nhận hoặc nặng nề hơn là phải đảm nhận tại Manchester United hay không? Thừa nhận đi, quý vị và các bạn có biết hay không? Nếu biết thì out, còn chưa thì hãy tiếp tục lắng nghe nhé. Nhìn vào trận thắng Burnley, chúng ta sẽ thấy CR7 chơi lùi sâu như một số trí nào. Rio Ferdinand từng khiển trách Paris Saint-Germain vì dám cả gan để Messi nằm xuống che chắn hàng rào. Vậy vì sao chẳng có huyền thoại MU hay cổ động viên MU nào chửi huấn luyện viên Ralf Rangnick là bắt một cỗ máy ghi bàn lùi xuống làm bệ phóng cho các cầu thủ khác tỏa sáng? Messi lùi xuống đá số 9 ảo từ thời anh ngoài 20. Phẩm chất siêu đẳng của Npunga giúp anh thoải mái hơn khi chơi như vậy. Nhưng Ronaldo thì không. Anh trở về Man United mục đích là giành danh hiệu, nhưng phải thừa nhận rằng đó là sự ảo tưởng của chính cầu thủ này. Bởi Man United thì làm gì có cửa mà vô địch? À có, nhưng mà là cửa sổ, vì ở giải đấu nào thì họ cũng chẳng phải là ứng cử viên hàng đầu. Tác giả không thích so sánh, nhưng phải thừa nhận là Messi không đến Paris Saint-Germain vì tình yêu, mà chẳng qua anh chẳng còn lựa chọn nào trong tình cảnh bị buộc phải rời Barca. Tương lai vẫn còn đó, rồi Messi cũng sẽ trở lại Camp Nou, nơi anh thuộc về. Còn xin lỗi, nước Pháp chỉ là trạm dừng chân của tiền đạo người Argentina, vì ngay đến những phút cuối, khi Messi rớt nước mắt trên truyền thông, thì cũng đâu có ai biết anh sẽ đến Paris Saint-Germain. Ronaldo thì không như thế. Bản thân anh rõ ràng vẫn là kẻ thích chinh phục thử thách, gánh nặng nếu đem so sánh lên bàn cân. Ai dám nói Ronaldo tại Man United nhẹ hơn Messi tại Paris Saint-Germain? Chẳng ai than trách Messi chơi tệ ở xứ lục lăng, nhưng nếu Ronaldo ghi bàn mà không đẹp thì bạn tự hiểu. Nói thẳng ra như vậy không phải để chê Messi, nhưng điều đó cho thấy cái giá mà Ronaldo phải trả khi chấp nhận trở về Man United. Ronaldo ghi ít bàn hơn nhưng chẳng phải anh tịt ngòi. Với 8 pha lập công thì cầu thủ này vẫn dẫn đầu danh sách toàn đội và nằm trong top 5 gương mặt ghi nhiều bàn thắng nhất ở Premier League cho đến nay. Bên cạnh đó phải nhấn mạnh rằng Ronaldo đang chịu đựng sự tệ hại của Man United trên sân cỏ. Bắt một tiền đạo sát thủ chơi bên ngoài vòng cấm thì chẳng khác nào bạn ăn bánh mì mà không nhớ tới pate. Sẽ có người bảo rằng Ronaldo không nên về Man United. Ý tưởng là hệ thống pressing sẽ bị ảnh hưởng và dẫn đến việc họ sa sút phong độ như hiện nay. What the hell? Trước đây, khi Ronaldo chưa trở lại thì Man United cũng đâu có phải là một đội nổi tiếng bởi hệ thống gây áp lực, đâu có phải là một đội hàng đầu, đâu có phải là một đại diện chỉ cần nghe thôi là người ta đã khiếp sợ. À đúng, nghe thôi là đã thấy hài hước rồi. Cũng có thể, Ronaldo không nên trở lại Old Trafford vì hai bên khả năng chẳng thể đem lại cho nhau danh hiệu. Nhưng khi xét đến tình hình thực tế, chúng ta phải thừa nhận rằng nếu không có CR7 kéo toàn đội thì mùa này Man United đang ở đâu trên bảng xếp hạng? Liệu có vượt qua được vòng bảng Champions League không? Niềm tin của những cầu thủ mùa trước đã chạm đáy, rồi phong độ thì kết tủa.
Thế nên dù Ronaldo có thể không phù hợp, cứ cho là như vậy, nhưng nếu anh ta không trở lại Old Trafford, có khi bây giờ họ đang cạnh tranh xuất xuống hạng với Norwich. Những kẻ thiếu hiểu biết, đại ý là mấy thằng thiểu năng sẽ luôn nhắc đến bàn thắng, mà nếu Ronaldo có ghi bàn thì chúng nó sẽ vặn qua việc đệm bóng. Ok fine, nếu đệm bóng là dễ thì Bồ Đào Nha chẳng bị loại khỏi Euro, Man City chẳng bị Lyon đá đít khỏi Champions League, phải không quý vị và các bạn? Ronaldo là một người số khổ theo nhân tướng học, vì làm gì có ai bị chửi nhiều như anh. Thế mà cha này còn muốn chơi cho một đội tệ hại như Man United sau thời Sir Alex Ferguson, thì bị chửi có gì là sai? Quá đúng. Theo quan điểm của tác giả, thì anh bị chửi là hoàn toàn chính xác. Đối với những người khách quan và am hiểu bóng đá, họ sẽ tìm cách thưởng thức Ronaldo như nhấp một ly vang lâu năm. Còn nếu bạn thích uống Sting dâu thì rõ ràng chúng ta không cùng đẳng cấp. Ít nhất là đẳng cấp theo dõi môn thể thao vua. Thời gian sẽ không chờ một ai. Ronaldo rồi sẽ giải nghệ. Sau này sẽ có một thằng nhóc nào đó, con bạn chẳng hạn, hỏi han về Ronaldo từng giỏi như thế nào. Nếu bạn từng được cha mình mô tả về Pele hay Maradona vĩ đại ra sao, vậy thì lý do gì mà chúng ta phải hà khắc với một tiền đạo ghi bàn nhiều nhất lịch sử? Vì anh ta giỏi ư? Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.